Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là một bài viết về cà phê. Một số kiến thức chung về cà phê phần 1. Bài viết được viết bởi tác giả Minh và được đăng trên website spyroom.com. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Mình viết bài này chỉ là để chia sẻ những kiến thức mình học được qua các tài liệu, việc thực hành và kinh nghiệm của bản thân. Nó có thể đúng ở thời điểm hiện tại, nhưng 10 năm sau thì mình không biết nó còn đúng hay không. Bài viết có mục đích giúp mọi người hiểu thêm về từng công đoạn trong ngành cà phê và tại sao nó lại có công đoạn đấy. Từng công đoạn này là một chuỗi dài, mỗi mắt xích trong chuỗi sẽ liên quan mật thiết đến nhau về kinh tế lẫn hương vị khi thưởng thức. Do có một số thuật ngữ mình không biết dịch qua tiếng Việt ra làm sao nên mình sẽ để nguyên văn. Một số sẽ dịch sang tiếng Việt hoặc là mở ngoặc đầy tiếng Anh. Mình làm phần mục lục để mọi người dễ hình dung được bài viết. Mọi người có thể đọc theo mục tùy ý hoặc là theo trình tự đều được cả. 1. Lịch sử về cây cà phê. Cái nôi nguyên thủy của cà phê bắt nguồn từ châu Phi, gồm 3 giống chính được phổ biến ngày nay là Arabica, Canephora và Liberica. Giống Arabica còn được gọi là cà phê chè, được phát hiện ở vùng Kaffa. Chữ Kaffa hay là cà phê là nguyên gốc của chữ coffee, thuộc Ethiopia, giáp danh với Nam Sudan ngày nay. Hiện nay vẫn còn một số giống cây cà phê hoang dã mọc trong khắp vùng rừng biên giới hai quốc gia này, được đặt chung với cái tên là Ethiopia Heirloom. Do không xác định được rõ nguồn gen của mỗi giống cây cà phê trồng ở Ethiopia, các chi chính của giống Arabica gồm có Ethiopia Heirloom hay là Arabica, hương vị tùy thuộc vào thổ nhưỡng, độ cao và thời tiết. Bourbon, hương vị phức tạp, ngọt và tinh tế. Và Typical, thể hiện rõ về độ ngọt, sạch, cleanliness, độ đậm, body hơn là Bourbon. Vào thế kỷ thứ 8, hạt giống cây Arabica từ Ethiopia được đem đến Yemen. Những người Arab tại Yemen đã bắt đầu trồng, rang và đem thành phẩm theo đường biển tới châu Âu để buôn bán. Cũng từ ấy, cái tên Mocha của Yemen được đưa vào lịch sử cà phê. Đây là tên của một giống cà phê thuộc giống Arabica, cũng là hải cảng trao đổi thương mại nổi tiếng một thời. Mãi tới tận thế kỷ thứ 17, thế độc quyền về việc bán cà phê ở Yemen mới bị phá. Một số thương nhân người Hà Lan đã đem giống cây này về trồng, tạo tiền đề cho các quốc gia ở châu Âu đem đi trồng ở khắp các nước thuộc địa châu Á và châu Mỹ. Arabica được xem như là giống cây cà phê phổ biến nhất thế giới và cho ra những ly cà phê có hương vị phong phú nhất. Giống Canephora, còn được gọi là cà phê vối, được phát hiện dọc theo con sông Lomami. Đây là một nhánh phụ lưu thuộc dòng sông Congo. Giống này được phân làm hai dòng chính, trong thương mại thì đều được gọi chung là Robusta do có chung nhiều đặc điểm về hương vị. Dòng Guinea hay là Robusta phân bố ở các nước Trung Phi như là bờ biển Nga và Cộng hòa Guinea. Dòng Congo hay là Conilon đến từ các nước Tây Phi như Cộng hòa Dân chủ Congo và Cameroon, dọc theo dòng sông Kiwilu. Được xem như là giống cây cà phê phổ biến thứ hai chỉ sau Arabica. Nơi có sản lượng về Robusta nhiều nhất phải kể đến là Việt Nam. Còn về mặt chất lượng thì nằm ở Uganda, bờ biển Nga và Cộng hòa Dân chủ Congo. Giống Liberica, còn được gọi là cà phê mít, được phát hiện từ Liberia trải dài đến Uganda và Angola. Giống này được các nước châu Âu trồng phổ biến ở Philippines, Indonesia và Malaysia. Đây là giống cà phê ít được phổ biến vì hương vị không phong phú bằng Arabica và sản lượng thì lại không bằng Robusta. Ngoài ra còn có thêm một dòng lai giữa Arabica và Robusta gọi chung là Timor Hybrid. Đến từ sự lai tạo trong tự nhiên, được phát hiện lần đầu tiên tại đảo Timor thuộc Indonesia. Dòng Timor Hybrid mang đặc tính nổi trội của hai dòng Arabica và Robusta như sau. Hương vị hơn hẳn Robusta nhưng không bằng Arabica. Khả năng thích ứng với môi trường và kháng bệnh tật thì tốt hơn Arabica nhưng không bằng Robusta. Giá thành sẽ trên Robusta và dưới Arabica. 2. Lịch sử về cà phê Việt Nam. Giống cây Arabica đã theo chân các linh mục người Pháp vào nước ta năm 1857, được trồng ở một số tỉnh phía Bắc như là Hà Nam, Phủ Lý, rồi từ đó lan dần xuống các tỉnh miền Trung như là Quảng Trị, Quảng Bình và vùng Tây Nguyên. Mãi tới năm 1908, người Pháp du nhập thêm hai giống còn lại vào và họ nhận định rằng giống Robusta cực kỳ phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và địa hình ở Việt Nam.
Bước vào thời kỳ đổi mới vào năm 1980, chính phủ Việt Nam đẩy mạnh gia tăng diện tích trồng cây cà phê Robusta để tiến hành thương mại trong khối cộng sản thời đó, như Cộng hòa Dân chủ Đức, tiếp khắc. Ở cái thời kỳ chuyển mình sang nền kinh tế thị trường này, nhu cầu về cà phê giá rẻ tăng cao nên một số nơi rang xay cà phê đã trộn thêm bắp, đậu nành, rang cháy khét cùng với việc thêm hương liệu hóa học để hạ giá thành xuống. Uống lâu ngày những loại cà phê này sẽ làm cho chúng ta ngộ nhận rằng đó mới chính là cà phê đúng nghĩa. Ngày nay, cà phê trộn thêm đậu nành, bắp và bơ vẫn chiếm một thị phần lớn ở Việt Nam. Ý kiến của bản thân, mình chẳng thích loại độn thêm như thế này, nó rẻ đấy, nhưng mà chẳng an toàn cho sức khỏe người uống đâu. Nên đừng ai nói với mình rằng đây là văn hóa truyền thống của cà phê Việt Nam, nét đặc trưng độc đáo hay gì đó thì mình chỉ thẳng. Hiện tại, cà phê trồng ở Việt Nam phổ biến nhất là Robusta, tiếp đến là các dòng Timor Hybrid và cuối cùng là Arabica. Việt Nam nổi tiếng với việc xuất khẩu cà phê nhân xanh Robusta thành phẩm thô. Mục đích là dùng để trích xuất chất cà phê in như là viên nang, hương liệu tổng hợp, cà phê hòa tan và nước tăng lực. 3. Hương vị từ cây cà phê. Mỗi giống cây cà phê đều sẽ có những hương vị đặc trưng riêng và sẽ phụ thuộc vào từng nơi trong cây cà phê. 3.1. Hương vị từ mỗi giống cây cà phê. Mình sẽ miêu tả giống Liberica trước, vì đây là giống ít được quan tâm nhất. Giống này thân, lá và quả đều rất to, nhưng lại cho năng suất thấp, hay được trồng làm hàng rào chắn gió cho những cây cà phê khác. Những năm gần đây còn được dùng để làm nguồn gen lai tạo ra một số giống cây cà phê mới, có sức chống chịu với thời tiết ngày một khắc nghiệt. Hương vị của Liberica chua thanh khá giống với vị mít chín. Nếu các bạn muốn trải nghiệm có thể đến quán 96B Experiment. Giống Robusta thích hợp trồng dưới 1000m, hạt nhỏ hơn so với giống Arabica. Cho năng suất tốt, lượng cà phê cao, do cà phê in là chất chống côn trùng mà môi trường côn trùng hoạt động đa dạng thường dưới 1000m. Hương vị, đậm, đắng và chua nhiều hơn so với Arabica. Bổ sung thêm, nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình ghi về việc Robusta chua nhiều hơn với Arabica. Điều này chỉ đúng khi Robusta rang nhạt do Robusta trồng ở nhiệt độ cao nên các hợp chất về đường, axit hữu cơ ít dẫn đến vị chua rất gắt chứ không tinh tế như là Arabica. Đây cũng là lý do mọi người sẽ thường thấy hạt Robusta rang đậm vì nếu rang nhạt, uống sẽ có vị chua gắt như là ăn nguyên trái chanh hoặc là uống nước giấm vậy. Còn Arabica thì ngược lại, trồng ở độ cao phổ biến là trên 1000m cho năng suất thấp, lượng caffeine thấp so với Robusta. Cây chống chịu sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt kém. Hương vị, thơm, chua thanh, đắng dịu, ít đậm hơn so với Robusta. Kết luận chung giữa Arabica và Robusta, về mặt chất lượng, Arabica hơn hẳn Robusta, còn về mặt sản lượng thì Robusta sẽ cao hơn hẳn do năng suất tốt, nên giá thành của Arabica sẽ đắt hơn so với Robusta rất là nhiều. Tùy vào sở thích của cá nhân mỗi người, ai thích thơm, uống giống trà thì chọn Arabica, còn ai thích đắng, đậm, uống kèm với đường hay sữa đặc thì nên dùng Robusta. Chứ đừng có mà uống hạt Arabica rồi chê sao lại nhạt thế, bắt nó phải giống cho bằng được hạt Robusta và ngược lại. Chẳng khác gì bạn nướng cá mà rồi lại bắt nó thành thịt bò nướng. 3.2. Hương vị từ mỗi vùng trồng. Hương vị cà phê sẽ có đặc điểm chung theo từng châu lục trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Mình tạm phân ra 3 châu lục với các hương vị đặc trưng như sau. Khu vực Trung và Nam Mỹ, hương vị cân bằng, balanced flavor, chua nhẹ, gia vị, spicy, vị như hạt dẻ, hạnh nhân. Khu vực Châu Phi, chua thanh, bright acidity, vị trái cây, fruity, thể chất vừa, medium body. Khu vực Châu Á, mùi đất, earthy, vị ngọt, sweet, thể chất dày, heavy body. Những hương vị mình vừa liệt kê ở phía trên chỉ đúng với hầu hết mọi trường hợp thôi nha mọi người. Vẫn sẽ có những quốc gia lẫn trong những vùng quốc gia đó nằm ngoài quy luật trên. Nên bạn càng biết nhiều thông tin về vùng mình mua cà phê, bạn sẽ càng biết rõ hương vị về vùng đó. Kết luận cá nhân, việc mình biết rõ về nơi trồng cà phê kỹ đến mức nào sẽ góp phần giúp cho mình mua được những hạt cà phê có hương vị mình thích hoặc là đem ra tư vấn cho một số khách hàng. Nên nếu bạn thích uống cà phê đậm, hãy chọn đúng nơi trồng và đừng tốn thời gian tranh cãi với người uống cà phê nhạt làm gì. Chẳng có quy chuẩn thế nào là ngon ở đây cả, chỉ có thích hay là không thích hay thôi. 4. Cấu trúc quả và hạt cà phê. Một quả cà phê thông thường có cấu trúc gồm hai phần chính, phần vỏ với vỏ quả, outer skin,
với cả chất nhầy hay còn được gọi là thịt quả, palm, và phần hạt bao gồm vỏ trấu, thóc, vỏ lụa, silver skin, và nhân, seed. Trong đó phần chất nhầy hay còn được gọi là thịt quả, pump, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hương vị trong quá trình sơ chế. Còn vỏ trấu, thóc, parchment thì đóng vai trò trong việc bảo quản hạt cà phê được lâu hơn. Một quả cà phê nếu phát triển bình thường sẽ cho ra hai cái nhân, còn nếu bị đột biến kiểu như hình sẽ cho ra đơn nhân, còn được gọi là pea berry hay là coulis, và ba nhân, triangle. Một niềm tin chưa được xác thực là hạt đơn nhân sẽ cho hương vị đầy đặn hơn, còn ở một số quốc gia trồng cà phê khác thì xem đây là lỗi cần phải được loại bỏ. Hai quốc gia mình biết hay bán nhân đơn lẻ là Việt Nam và Kenya. Trải nghiệm cá nhân khi mình uống thử thì hương vị của nó chả khác gì hạt cà phê bình thường cả, nhưng chẳng hiểu sao giá nó lại mắc hơn. Một hạt nhân xanh trong một giống và từ mỗi giống cà phê sẽ có kích cỡ khác nhau, nên cần công đoạn được gọi là phân sàng, mục đích giúp cho việc rang cà phê được dễ dàng hơn vì lượng nhiệt truyền vào mỗi hạt nhân xanh sẽ đồng đều. Ngoài ra đánh vào tâm lý người dùng khi mua sản phẩm, bự và đều thì đã con mắt. Tùy vào mỗi quốc gia sẽ có cách phân loại kích cỡ khác nhau bằng số hay là bằng chữ cái, tiêu chuẩn chung mọi người sẽ dùng, ví dụ S16, ở đây S là screen size hay là sàng. Một sàng sẽ là có rất nhiều lỗ, đường kính mỗi lỗ trên sàng sẽ là 1/64 inch. Vậy nên S16 sẽ là 16/64 inch, bạn sẽ ra được kích thước hạt nhân xanh. Kiến thức ngoài lề, tại Việt Nam chúng ta hay nhầm lẫn giữa các hạt cà phê trồng tại Mocha và các hạt như là Robusta có cỡ sàng nhỏ giống với hạt Mocha. Đa phần người bán đều đặt tên là Mocha, nhưng đó chỉ là cà phê Robusta cỡ sàng nhỏ mà thôi. Còn hạt coulis dùng để chỉ hình dáng hạt nhân cà phê chứ không phải là nói về đặc trưng hương vị của mỗi loại cà phê hay là một giống cà phê. Arabica hay là Robusta đều có hạt coulis nha mọi người. 5. Quy trình thu hoạch. Như bao cây ăn trái khác nên nếu mọi người muốn thưởng thức được cà phê ngon thì chúng ta phải chờ cho nó chín. Khi mà lượng đường đạt ngưỡng cao nhất, vì đường trong quả cà phê chính là chìa khóa hương vị, nên tỷ lệ trái chín khi thu hoạch nhiều thì sẽ có giá thành mắc hơn so với tỷ lệ trái sống non khi thu hoạch. Có hai kiểu thu hoạch là hái bằng tay, phù hợp cho những địa hình hiểm trở, và bằng máy móc, phù hợp cho các nông trường cà phê. Vùng trồng cà phê được chia làm hai nửa bán cầu, tính từ đường xích đạo, đa phần là một năm thu hoạch một vụ. Các hạt cà phê sẽ không chín hết ngay mà sẽ chín dần dần trong khoảng 3 tháng. Cà phê Arabica thông thường sẽ thu hoạch trước cà phê Robusta khoảng từ 1 đến 2 tháng. Một số quốc gia nằm ở cả hai bán cầu sẽ có thêm một vụ thu hoạch nhỏ. Như trên hình minh họa ta sẽ thấy, ở bán cầu Bắc sẽ là từ cuối mùa đông đến đầu mùa hè, ở bán cầu Nam sẽ là cuối mùa hè đầu đông. Bởi tính chất chỉ có một vụ thu hoạch nên càng về cuối năm, hương vị cà phê của bạn uống đi sẽ bị giảm dần do cà phê đã cũ. Mình ví dụ như là cà phê Việt Nam trồng ở vùng Gia Lai Kon Tum sẽ thường thu hoạch vào tháng 10-12, sau đó là đem quả đi sơ chế và lưu kho thêm 2 tháng để các hương vị được ổn định trong rồi mới đem đi bán. Thành ra mất tận gần 4 tháng, tức là khoảng tháng 3 đến tháng 4 chúng ta mới có cà phê để uống. Khi biết được điều trên, chúng ta sẽ không còn có thắc mắc vì tại sao cà phê càng về cuối năm lại càng tệ đi, vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi, và bạn cũng có được nền tảng để biết được mùa nào thì nên mua cà phê trồng ở đâu là tốt nhất. 6. Quy trình sơ chế. Quy trình sơ chế hạt cà phê nhằm mục đích giữ lại hương vị bên trong hạt và việc bảo quản sẽ được lâu hơn. Tùy vào mỗi cách sơ chế khác nhau mà hương vị sẽ được giữ lại nhiều hay là ít. Ở bài viết này, mình xin chỉ được giới thiệu sơ lược cho mọi người về 3 phương pháp chính và phổ biến nhất. Sơ chế khô, natural, dry process, sơ chế ướt, wash process, và sơ chế mật ong, honey process. Sơ chế khô, natural, dry process. Đem hạt cà phê phơi dưới ánh nắng mặt trời trong khoảng 1 tháng và được đảo đều đến khi hạt đủ độ ẩm yêu cầu. Điều này sẽ giúp cho lượng đường bên trong quả chuyển hóa vào hạt cà phê. Khuyến cáo nên phơi cách mặt đất tầm 50cm để tránh trường hợp cà phê bị nhiễm mùi đất. Cà phê bị nhiễm mùi đất sẽ cho ra mùi đất ẩm khi pha. Điểm mạnh, cà phê sẽ được giữ lại lượng đường nhiều nhất, nên hạt cà phê ở sơ chế này thường có hương vị phong phú nhất. Điểm yếu, chỉ phù hợp với những nơi có nắng nhiều, khó làm công nghiệp và giá thành mắc nếu làm đúng. Sơ chế ướt, wash process. Đem hạt cà phê đi trà sát phần vỏ và thịt quả, chỉ giữ lại một ít phần thịt quả và vỏ thóc hạt cà phê.
rồi lấy đi ngâm cùng với một số loại enzyme đã lên men từ 12 giờ đến 36 giờ. Công đoạn cuối là rửa sạch và đem phơi hoặc là sấy khô hạt cà phê. Điều này giúp cho hạt cà phê đạt độ ẩm theo yêu cầu nhanh hơn, rút ngắn thời gian sơ chế. Điểm mạnh, giá thành rẻ nhất trong 3 phương pháp, đầu tư ở quy mô công nghiệp được. Điểm yếu, hương vị không phong phú bằng sơ chế khô, nguồn nước khi sơ chế xong phải xử lý đúng cách, nếu không sẽ khiến đất đai bị ô nhiễm. Kiến thức ngoài lề, khi các bạn đọc tới đây, tức là ai đã quan tâm đến mua Robusta trồng ở Việt Nam với hai phương pháp chế biến khô và ướt sẽ thắc mắc hỏi, ủa, sao Robusta sơ chế khô lại rẻ hơn so với ướt vậy? Thằng viết bài này điêu rồi. Do sơ chế khô ở Việt Nam mình có tỷ lệ hạt sống rất là cao và thường phơi dưới đất, nên hương vị vừa có mùi đất cát và chát thì làm sao mà bán mắc được. Nếu làm đúng thì bạn sẽ bán được giá cao. Ví dụ như hạt Katimo Điện Biên sơ chế khô. Mọi người có thể thử ở Epic Cafe Roaster. Sơ chế mật ong, Honey Pump Process, là phương pháp sơ chế kết hợp từ hai cách sơ chế ở trên. Quả cà phê được đem đi chà sát nhưng vẫn còn giữ lại được phần chất nhầy trên quả. Tùy vào việc loại bỏ đi phần thịt và chất nhầy bao nhiêu phần trăm trong quả cà phê thì sẽ có cách đặt tên khác nhau như là Black Honey, Red Honey. Sau khi loại bỏ một phần thịt quả, sẽ bắt đầu đem đi phơi trong những giàn phơi ở trong nhà kính, thời gian khô là khoảng từ 9 đến 12 ngày. Điểm mạnh, hương vị của sơ chế này sẽ hơn so với sơ chế ướt nhưng không bằng sơ chế khô, phù hợp với những vùng có nắng ít. Điểm yếu, thông thường giá thành sẽ mắc hơn hai loại sơ chế kia, cà phê nhân xanh dễ bị lên men trong khâu bảo quản. Ngoài ba cách trên, còn có một số phương pháp sơ chế đặc trưng của một số nơi. Mọi người có thể mua cà phê tại những vùng này để trải nghiệm thử những cách sơ chế như là sơ chế gió mùa, Monsoon Process ở Ấn Độ, sơ chế Labu thuộc Indonesia. Mình xin phép hẹn dịp khác để nói về những cách sơ chế này. 7. Một số tiêu chuẩn phổ biến trong việc trao đổi thương mại. Bất kỳ một loại cà phê nhân xanh nào được bán ra thị trường đều phải được phân loại theo một số tiêu chí như sau. Đầu tiên, số lượng hạt lỗi nhân xanh, phân sàng hay còn gọi là kích cỡ hạt nhân xanh, chất lượng hương vị khi uống. Tiêu chí đầu tiên là một trong số những tiêu chí quan trọng nhất, cung cấp rõ ràng cho chúng ta về chất lượng thành phẩm của cà phê. Có hai phương pháp phân loại mà hiện nay hay dùng nhất. Phương pháp phân loại cà phê nhân xanh, SCAA. Phương pháp này ưu việt ở chỗ, nó giải thích tốt mối quan hệ giữa số lượng lỗi với chất lượng hương vị khi uống. Tuy nhiên, phương pháp này cho phép để lại một số lượng lỗi nhất định trong cà phê. Phương pháp phân loại cà phê nhân xanh, Brazilian New York Green Coffee Classification Method. Hạt nhân xanh không được có lỗi, phải cùng một nguồn gốc, kích cỡ hạt, màu sắc và hình dáng. Phương pháp này rất chính xác nhưng tốn nhiều thời gian hơn trong việc kiểm định. Sản phẩm cà phê trong trao đổi thương mại, mọi người có thể phân làm hai loại cơ bản như sau. Thứ nhất là hàng thương mại, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn từ phân khúc bình dân cho đến cao cấp. Chất lượng hương vị cũng sẽ tương ứng theo câu nói, tiền nào thì của đó. Nếu bạn là người thu mua nhân xanh về bán, bạn cứ cần quan tâm nhất là giá cả, tỷ lệ hạt chín và nơi trồng. Hàng Specialty Coffee, dùng để đánh giá hạt Arabica. Fine Robusta, dùng để đánh giá hạt Robusta. Khái niệm này được Erna Nutson nêu ra vào năm 1978 như sau. Các vùng khí hậu địa lý đặc biệt tạo ra các hạt cà phê có đặc điểm hương vị độc đáo, gọi là specialty coffee. Dựa trên tiền đề này mà những người tiếp nối phát triển thêm nhiều khái niệm nữa. Nhưng nhìn chung để được công nhận là specialty coffee, bạn phải có hai điều kiện cần và đủ như sau. Điều kiện đủ, hạt cà phê phải đạt trên 80 điểm trong thang điểm của SCA. Điều kiện cần: 1. Có nguồn gốc từ nông trại tiềm năng, nguồn gốc cây giống tốt. 2. Khâu thu hái, chế biến, bảo quản đúng phương pháp. 3. Quá trình chiết xuất, pha chế đúng cách. Kết luận cá nhân, đứng trên phương diện là một người tiêu dùng thì mình sẽ quan tâm về xuất xứ và chất lượng hàng hóa, không quan trọng bằng việc mình uống một ly cà phê có chất lượng tốt tương xứng với giá tiền mà mình bỏ ra. 8. Về việc rang cà phê. Khi bạn biết được mình thích hương vị nào của cà phê, thì chúng ta sẽ nói tới công đoạn rang cà phê. Mục đích của việc rang là để làm chín hạt cà phê và làm bộc lộ thế mạnh hương vị vốn có của chúng. Nếu bạn rang cà phê bị sống, chát hay cháy khét thành than, thì bạn sai rồi đó.
không có mức độ rang nào được xem là tốt nhất cả, mà nó phụ thuộc vào giống cà phê và nơi trồng. Và cũng tùy thuộc vào mỗi nền văn hóa ẩm thực khác nhau mà họ sẽ ưa chuộng việc rang cà phê nhạt hay là đậm. Thang đo mức độ rang sẽ tùy thuộc vào người rang. Một số thang đo cơ bản là dùng nhiệt độ, thang đo Arterne, hay là miêu tả bằng tên thông qua các màu sắc của hạt cà phê khi rang. Ở bài viết này, mình sẽ liệt kê một số mức độ rang cơ bản dựa vào ảnh minh họa ở phía bên trên và một số quốc gia hay dùng kiểu rang gì như sau. Rang nhạt, light roast, từ 205 đến 210 độ C. Hương vị, chua dịu, ngọt nếu rang tốt, kèm theo với hương hoa và trái cây. Có thể mang vị cỏ, chua gắt như chanh nếu không rang tốt. Nơi phổ biến, các nước Bắc Âu, Bỉ, Đức, Thụy Điển và Mỹ. Mục đích dùng, phù hợp cho những người chỉ thích mùi hương của hạt cà phê, không nên dùng kèm với các sản phẩm như là đường, sữa tươi và sữa đặc. Thời gian bảo quản thường ngắn, dùng tốt nhất trong vòng khoảng 1 tháng sau khi rang. Vì mùi hương là chất kém bền mà rang cà phê nhạt hết thơm thì chẳng còn gì để uống cả. Rang vừa, medium roast, monk habit, từ 210 đến 219 độ C. Hương vị cân bằng, thể hiện đầy đủ những đặc tính nổi trội của hạt cà phê, vị ngọt. Phổ biến, miền Bắc nước Pháp và một số vùng của Nhật Bản. Mục đích dùng, phù hợp với những bạn thích sự cân bằng giữa mùi và hương vị khi uống, có thể đi kèm với đường và sữa tươi. Thời gian bảo quản, lâu hơn so với rang nhạt, dùng tốt nhất trong vòng dưới 1 năm tính từ lúc mới rang xong nếu bảo quản tốt, bằng hộp thiếc và bơm trợ khí hạng LA, hay bằng bịch cà phê có van một chiều tốt như là hãng Carraro. Rang vừa đủ đậm, medium to full roast, quite dark, từ 219 cho đến 222 độ C. Có màu đậm hơn so với rang vừa, thường sẽ có các mảng dầu không liên tục trên mặt cà phê. Hương vị đậm, heavy body, hương vị rang và đồng nhất, vì đã mất đi các hương vị gốc, đặc trưng trong hạt cà phê. Phổ biến, miền Nam nước Ý và miền Bắc nước Ý. Mục đích dùng, phù hợp với những người thích đậm và đáng dịu, đi kèm được với đường, sữa tươi và sữa đặc. Thời gian bảo quản, giống với mức rang vừa, tuy nhiên nếu bảo quản không tốt sẽ dễ bị ôi thiu do bề mặt cà phê có dầu. Rang rất đậm, very dark or even black, trên 230 độ C. Mất gần như hầu hết hương vị vốn có, bề mặt cà phê tối đen và sáng bóng do dầu tương ra. Hương vị, chủ đạo là vị đắng, bánh mì nướng và gỗ cháy. Phổ biến, Tây Ban Nha, miền Nam nước Ý và Hy Lạp. Mục đích dùng, phù hợp cho một buổi sáng bạn cần cực kỳ tỉnh táo. Thời gian bảo quản thường ngắn, nên dùng trước 1 tháng kể từ lúc rang xong. Vì có dầu trên bề mặt nên rất dễ xảy ra trường hợp cà phê bị ôi thiu nhanh. Các bạn có thể mua thử cà phê ở Starbucks ở mức độ đậm nhất để có thể trải nghiệm thử. Mặc dù trên bao bì họ có ghi bảo quản được 1 năm, nhưng kinh nghiệm của mình là nên dùng càng nhanh càng tốt. Kiến thức ngoài lề, mức rang rất đậm còn có một cái tên khác là Italian Roast. Chỉ những loại cà phê rang đậm nhất, nhiều dầu và đắng nhất. Kiểu rang này được đặt theo phong cách ở miền Nam nước Ý, chứ hầu hết các nhà rang ở Ý sẽ rang ở mức vừa đủ đậm, medium to full roast. Hầu hết các nhà rang thương mại trên thế giới đều rang từ vừa, medium roast, cho đến đủ đậm, medium to full roast, để cho hương vị đầy đủ và thời gian bảo quản lâu hơn. Với hai trường hợp, rang nhạt, light roast, và rang rất đậm, dark roast, very black, or even black, thì chỉ phù hợp với một số bộ phận khách hàng và nó cũng là sự thử thách với tay nghề giỏi hay dở của người thợ rang nữa. Một số bạn rang và mua nhầm tưởng rằng cứ rang nhạt là cà phê sẽ thơm mùi hoa, trái cây. Nó sẽ đúng nếu như các bạn chọn loại cà phê trồng ở châu Phi, nhất là Ethiopia, nổi tiếng về hương hoa, vị cam, trái cây nhiệt đới. Còn việc chọn cà phê châu Á thì hơi sai sai. Cà phê châu Á như Việt Nam, nhiều người rang nhạt, song ghi có vị chua như là chanh vàng, chanh xanh và quả dại, berries. Nhưng liệu uống một ly cà phê chua như chanh có tốt cho bao tử? Cà phê nguyên hạt bảo quản tốt hơn so với cả cà phê bột. Nên khi xay thành bột rồi, mọi người nên dùng càng nhanh càng tốt và nên bảo quản cà phê ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời. 9. Hướng dẫn cách thưởng thức và giải thích một số thuật ngữ nếm. Trong ẩm thực, tùy thuộc vào nhu cầu thưởng thức mà một số món uống sẽ được đánh giá là ngon hay không dựa trên quan điểm của mỗi cá nhân. Và khi bạn muốn so sánh cà phê ở bất kỳ đâu thì hãy xem cà phê đó có cùng hệ quy chiếu về giống cây, nơi trồng, mức độ rang với cà phê bạn đang uống hay không. Không thì mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng.
Tại bài viết này, mình chỉ đề cập đến cách uống cà phê theo một cách khoa học theo từng bước. Bạn chỉ cần có một cái mũi và cái miệng là có thể làm được. Hạn chế hút thuốc đi nha, thức khuya, ăn uống không lành mạnh. Bước 1, dùng mũi ngửi hạt cà phê chưa xay. Bước 2, xay ra thành bột, ngửi lại lần nữa. Thuật ngữ trong ngành thử nếm cà phê là fragrances, dry aroma, tức là ngửi hương khô. Bước 3, đem đi pha, rồi tiếp tục ngửi phần bột cà phê khi hòa vào với nước nóng. Thuật ngữ nếm được gọi là wet aroma, tức là hương ướt. Chú thích, một số nguồn đọc cho mọi người thấy chỉ dùng chữ aroma. Aroma tức là mùi hương của cà phê nói chung. Dry aroma cộng wet aroma bằng aroma. Hình minh họa cho mùi hương là hình tháp phía bên trên. Bước 4. Uống một ngụm lớn cà phê, dùng lưỡi đảo đều dung dịch quanh vào miệng. Lúc này bạn sẽ phân tích về vị, taste, chua, đắng, mặn và ngọt. Vị dễ dàng nhận biết nhất lúc nào, trong vỏ miệng lúc mới uống vào, hay là như khúc cuối, finish thì mới thấy. Rồi có dư vị aftertaste, tức là cảm giác vị còn lại sau khi nếm hay không, lâu hay ngắn. Bước 5, cũng uống như trên, nhưng lần này sẽ phân tích sâu hơn về hương vị, cái được gọi là hương vị, tức là flavor. Là sự ấn tượng của các giác quan trong vỏ miệng, tức là sự trải nghiệm tổng hợp của 3 thành phần, hương, aroma, vị, taste, cảm giác từ xúc giác, mouth, feel, hay là thể chất, body, mà mình hay dùng từ đầu bài viết đến giờ. Trước khi bạn nghe phần giải thích về cảm giác xúc giác, bạn hãy thử uống nước và sữa tươi, rồi đánh giá cho mình xem thức uống nào cảm giác nặng hơn trong vỏ miệng. Giải thích về cảm giác từ xúc giác, đây là một từ chuyên ngành rất là khoai với người mới tiếp xúc cà phê, lẫn những người uống cà phê lâu năm vì không biết giải thích nó như thế nào. Nó có thể dễ dàng tưởng tượng nhưng không hề dễ dàng để nhận biết. Đó là cảm giác đậm, heavy, hay là một cảm giác gì đó rất mạnh, strong, mà chúng ta có thể phân biệt được với mỗi loại cà phê trong miệng. Đặc biệt là sẽ dễ dàng nhận biết khi dùng đầu lưỡi đảo đều quanh miệng. Định nghĩa tactile body được dùng để chỉ cấu trúc của một số món đồ uống và tương ứng là một ly cà phê có độ đậm đặc được cảm nhận trong vỏ miệng. Và thuật ngữ tactile body mô tả cảm giác vật lý lẫn cảm giác từ xúc giác do miệng cảm nhận được, chẳng hạn như là cảm giác đậm, heavy, full body, cảm giác medium, nhẹ, thin, light. Tổng hợp về tactile body, đơn giản là cảm giác đậm hay là nhạt khi bạn uống, hãy nhớ là phải uống một ngụm lớn, dùng lưỡi đảo đều dung dịch quanh vỏ miệng thì mới thấy được. Đáp án giữa sữa tươi và nước là sữa tươi nặng hơn khi uống. Ở mục này, mọi người đã có thể biết được cách uống cà phê, bạn có thể áp dụng cho mọi loại đồ uống khác như là vang, bia, whisky hay là vodka, v.v. Và cách đánh giá một loại đồ uống ngon sẽ dựa trên tiêu chuẩn của mỗi người, không cần phải nghe bất cứ đứa nào cả. Với cá nhân mình thì ẩm thực không có ngon dở, chỉ có phù hợp với từng tình huống mà thôi. 10. Vấn đề lựa chọn cà phê từ một vùng trồng, single origin coffee và cà phê được phân trộn. Tùy vào mục đích của người bán lẫn người mua mà chúng ta có hai lựa chọn như trên tiêu đề. Mỗi cách làm đều sẽ có cái riêng, cái dở hay của nó, nên đừng tốn thời gian tranh cãi với người khác về vấn đề này. Mồm ai thì người đó uống. Cà phê từ một vùng trồng, hay chính xác hơn là vùng trồng bản địa, single origin coffee, là đến từ một vùng bản địa duy nhất, không phối trộn với bất kỳ loại cà phê nào khác, và hạt cà phê phải thể hiện được hương vị đặc trưng của vùng bản địa đó. Thường để chỉ một nông trại hay một khu vực trồng của một quốc gia. Thậm chí, đến từ một khoảng đất cụ thể trong một nông trại, nó làm tăng tính minh bạch trong giao dịch thương mại. Xem lại mục 3.2 để biết các hương vị đặc trưng ở mỗi quốc gia như thế nào. Thường thông qua hai mô hình giao dịch là giao dịch thương mại trực tiếp, Direct Trade Coffee, hoặc là thương mại bình đẳng, Fair Trade. 10.1.1, một số hệ thống đánh giá. Cuộc thi Cup of Excellence, COE, mục đích của cuộc thi là nhằm đến ghi nhận chất lượng lẫn sự cẩn thận trong từng lô hàng cà phê. Hệ thống đánh giá Coffee Quality Institute, CQIQ, tuân thủ các tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức Specialty Coffee Association, đánh giá các loại Arabica và Robusta ở cấp độ nhà sản xuất và nông trại. Trang web Coffee Review, hướng dẫn mua cà phê nổi tiếng, giới thiệu các nhà rang, xay, nhà sản xuất và các cửa hàng cà phê nổi tiếng toàn cầu, là một trong những trang về cà phê được đọc nhiều nhất trên thế giới. Ưu điểm, bạn sẽ biết rõ thông tin một cách chi tiết nhất với sản phẩm mình đang dùng, biết rõ những hương vị tốt và xấu của vùng đó và có thể dễ dàng so sánh chúng với một loại cà phê đến từ vùng khác. Thường là khá mắc tiền.
khuyết điểm, không có tính đồng nhất trong hương vị ở mỗi năm khác nhau, hương vị sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết năm đó. Phù hợp nhất cho việc thưởng thức cà phê là không thêm bất kỳ sản phẩm nào như là đường, sữa tươi hay sữa đặc. Nhận xét về cá nhân, cà phê trồng từ một vùng nhất định, Single Origin Coffee, định nghĩa ban đầu của thuật ngữ này là để người tiêu dùng biết thông tin sản phẩm chứ không dùng để chỉ một loại cà phê ngon, từ nguồn gốc đến thành phẩm bạn dùng. Sẽ còn qua nhiều công đoạn và tại mỗi mắc xích ta lại phải đảm bảo được chất lượng. Nên ngoài việc bạn mua một bịch cà phê có được nguồn gốc cho ra hạt cà phê chất lượng cao, sơ chế tốt, rang tốt thì kỹ thuật pha cũng rất quan trọng. Đừng chỉ nghĩ rằng chỉ cần có nguyên liệu tốt thì pha bậy pha bạ cũng được, 8 điểm là ngon. Trong lúc bản thân người pha chẳng hiểu được giá trị sản phẩm, trường giả học làm sang là vậy. 10.2. Cà phê được phối trộn. Là loại hạt cà phê mua từ nhiều vùng, nhiều quốc gia trên thế giới được rang và trộn chung lại với nhau. Tận dụng được đặc tính hương vị khác nhau tìm thấy ở mỗi quốc gia sẽ tạo nên được hương vị mới lạ và hấp dẫn. Mang tính thương mại và tính nhất quán, mức độ rang của từng loại hạt cà phê trong mỗi mẻ phối trộn gần như là tương đồng với nhau. Ưu điểm, mang tính ổn định về mặt hương vị, giá thành sẽ rẻ hơn so với Single Origin Coffee. Vì khi bạn phối trộn như vậy, nguyên liệu của cà phê của bạn cũng sẽ không cần phải cực kỳ xuất sắc, cứ cho là 10 điểm đi, bạn sẽ chỉ cần dùng những nguyên liệu có điểm từ 8 đến 5 là được rồi. Khuyết điểm, bạn sẽ không biết chính xác thông tin về từng loại cà phê, cách phân biệt hương vị của từng vùng. Phù hợp cho tất cả món đồ uống dựa trên nền cà phê. 10.2.1. Một số lưu ý trong việc phối trộn. Với các cách pha thủ công, bằng phễu lọc chẳng hạn, thì cách thức phối trộn phải tạo được sự phức tạp và sự cân bằng. Còn với pha cà phê máy, cụ thể ở đây là espresso, cách thức phối trộn phải tạo ra được sự cân bằng. Khi phối trộn thì bạn phải có một chủ đề hương vị cụ thể như là thơm, đậm hay là đắng cho từng món uống. Ví dụ một số loại sản phẩm mình hay mua, vị hạt rang, vị ngọt và cân bằng. Illy Brazil lấy hương vị Brazil làm chủ đạo khi trộn. Vị chua nhẹ, cân bằng giữa vị ngọt và đắng. Lavazza Classico, vị thuốc lá, đắng và đậm. Uganda cộng Indonesia cộng Robusta Việt Nam. Cái này mình tự trộn. Với một người ưa tìm hiểu như mình thì mình thích cả hai cách trên, vừa bổ khuyết cho nhau lại vừa cạnh tranh lẫn nhau. Mình thích cái cách mà Single Origin Coffee truyền đạt câu chuyện về vùng đất nơi họ sống và trải nghiệm về hương vị đặc trưng của từng vùng, cái ưu điểm lẫn khuyết điểm của nó. Và thông qua những trải nghiệm về hương vị ấy, mình mới có kiến thức trong việc phối trộn các loại cà phê trên thế giới để đạt được sự cân bằng hay sự phức tạp trong một ly cà phê. Hết phần 1. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!